Hỏi coi có dám lên không? Con đứa lên cái cao lắm á. Nè em, con gãy tay bây giờ. Con mùi xả không ăn được. Đem về nhà ăn. Đừng có phép phạt sao đi. Đừng có phép phạt màu rét đi. Ngoài nhìn nó giống Nhật Bản chứ. Giống cái thằng gì tên chặt một hộp là gì? Hay gì nó mô tô. Thôi kem này không có ngon. Về nhà ăn kem đi đà đây, kem của Ý ngon. Coi vậy chứ mấy kem của Ý cũng ngon lắm. Chỉ có nhiều là chua. Stay here. Thôi gãy tay em. Hop on you leg. Đó. Đi con. Kìa Son lên ngồi, nó hai kìa. Hai quầy kìa Son. Hai quầy đây ẩm con nha lên. Kìa. Quên hai kìa. Ryan lớn hả Ryan? Trời ơi. Ryan mất 1 kg.